Ok, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình cùng nhau trải nghiệm một game mới nhé. Tên game thì thôi, mình để phần tiêu đề cho bạn tên game nhé. Thì mình đọc tiếng Anh nó cùi lắm, các bạn lại cười mình đọc đọc không chính xác. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm một game mới của một game One Piece khác mà mình chưa chơi bao giờ. Thì nói chung mình chơi này chắc cũng cùi thôi. Thời mới chọn cái mức độ kiểu mang tính chất là trung bình tí. Mình chưa chọn cái mức khó thứ vội. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào chơi thử xem như thế nào nhé. Nói chung là chơi cho tiết là trải nghiệm thôi chứ không thể hướng dẫn các bạn đâu. Tại vì bản chất mình cũng không biết chơi game này. Lần đầu tiên mình chơi game này. Đầu tiên đây mình đi chỉnh một số cái kiểu âm thanh thứ cho nó xuống một tí, kiểu giọng nói nghe được rõ hơn nữa. Tại một số bạn hay bảo một số video mấy cái game khác hình như là tiếng nó hơi bị to quá không? Mình sẽ chuyển bớt xuống tí. Nói chung là mấy cái thông số này mình cũng chả hiểu lắm đâu, đại khái kiểu chỉnh mấy cái kiểu độ phân giải linh tinh sao mình đang để tạm như thế này. Không biết có nên chỉnh thêm cái gì không nhỉ? Hay để tầm tầm này xem thế nào, mình thử để như vậy xem thế nào nhé. Nói chung để thử thôi bạn, mình cũng không rõ lắm đâu. Tại vì ra lên thì nhiều khi cũng chắc cũng không hiểu lắm. Thôi mình thử Phoenix thì nhảy vào đánh thử xem thế nào nhé. Mình vào trải nghiệm thử thế nào. Bây giờ mình sẽ nhảy vào chơi thử thôi. Bây giờ chắc là xông vào đánh đi nhỉ. Đây, mình thử đánh cái mới này, hôm trước mình ấn thử xem nó cài đặt được thành công chưa mà. Bây giờ mình sẽ ấn thử vào. Nói chung là tiếng Anh cùi ấy, thì ra nhiều cái chơi rất là khó nhé. Có vẻ ấn khá nhiều thứ nhỉ. Tôi ấn một tràn xem như thế nào nào. Quá. Ê, nói chung là lọ mọ tí giờ bắt đầu vào game này. Khởi đầu game có vẻ lại về mấy cái kiểu các chuỗi sự kiện nhá. Rồi sẽ thử xem là chơi game này thế nào nhá. Thực sự là mình chơi với trò kiểu này cùi lắm. Đây mình thấy một cái khung cảnh này, khu nào nhỉ? Sẽ bắt đầu với ông Kit à? Tiếng Anh cùi quá thì không dịch được, các bạn nào tự dịch nhé. Nếu thực sự ở tiếng Anh khó khó chịu quá kéo mình phải live stream cho bạn nào đó hướng dẫn mình cách chơi. Để ra mình ngồi dịch thuật bằng cái kiểu Google dịch thì lâu lắm. Kiểu đây, nói chung là đọc mấy câu cơ bản kiểu cái đồ ở đâu. Nhưng mà đầu tiên mình thử nút tí nào. Đầu tiên mình đây cũng đấm này. Mình đang thử nút tí đã. Rồi, ok đúng không? Có khi đánh linh tinh trước đi đã nhỉ? Nói chung là mới mới vào game đi thử cái thứ xem đánh đấm thế nào không? Từ từ rồi mình nghiên cứu sau. Ra đi thử xem có chơi được tí gì không đã. Ở đây có cái bản đồ mà hình như bản đồ như cái vạch, chắc phải lên cái vạch màu chỗ chữ X màu xanh kia chắc. Chắc là đánh theo hướng đi lên tí nhá. Chắc là đi theo bản đồ đó. Cũng chả chơi game này bao giờ cả. Mình thử đi lên xem có đúng hướng không này. Có chỉ luôn là bản đồ được không nhỉ? Mình thử xem có chỉ bản đồ không nào. Nói chung là cái này mình đang không hiểu chuột ấn thế nào nữa. Thôi kệ thôi mình cứ đi đi. Mình đi tí. Ở đây xem nào. Đi đi hướng nào bây giờ nhỉ. Có cái bản đồ này mà chưa biết dùng, nói chung là hơi cùi. Mà nào chơi game này rồi có thể tả cho mình cách chơi để về sau mình chơi thêm nhé.
Thế là đông quân vào đánh bừa ấy đã, xong rồi tính tiếp. Nói chung mình chơi với game kiểu này cùi lắm. Vừa thấy bảo thành công nhiệm vụ ấy đó mình chả hiểu lắm, nhưng mà như mình vừa đến được một vạch đích thì sao, bây giờ mình đang phải lên trước cái chỗ chữ X đang bị soi xoáy kìa. Tại căn bản tiếng Anh cùi quá nên không hiểu đang nói gì đâu, nên mình cứ cố gắng mình lên chỗ gỗ đằng kia mà đi tìm đường lên đã nhỉ. Không biết cái nút là cách nào ấn cho nó đúng đường luôn không mà đỡ phải. Cái này có thể nhảy xuống được không nhỉ, có nút nhảy không nhỉ? Đâu mình đang thấy thôi kệ, đánh bọn này trước đã. Bây giờ chưa biết làm gì, cứ đánh linh tinh nữa. Trời, mấy game này đánh loạn xạ, nó đang chơi kiểu đánh theo lượt nó quen rồi. Đánh mấy cái kiểu này nhìn nó rối mắt quá. Chúng tìm đường đi thôi đúng không? Game này khởi đầu có anh Kit này. Đây em nói cái gì đấy? Đấy kiểu đang dạy mình kiểu đá lên trời ấy sao nhỉ? Nói chung là liên quan nút X, I, A. Ok, tạm thời biết thế đã. Ở đây mình đang kết hợp với cái nút trên cái bàn phím, trên cái tay cầm Xbox One của mình. Nó ra cả Gear 4 nữa, nó ra cả cái kiểu siêu sống đại nữa. Cũng hay ấy nhỉ. Thế bảo đây người ta bỏ nút X, nút Y là sao nhỉ? X cùng Y là sao nhỉ? Nút đi như kiểu tích và tích nộ khí và tấn công à. Nói chung là mình chơi cái game này cùi lắm, đừng bạn nào cười mình nhé. Mình kiểu tích lâu lâu một tí nữa. Có khá có khỏe hơn nhỉ. Đấy bắt đầu mình sử dụng được nút A, nút nhảy không? Nãy đã bỏ nút A rồi, chắc là gợi ý là mình đã nút A bắt đầu rồi nhảy. Nói chung cái này kết hợp nhiều chiêu phết đấy. Cái này nhiều chiêu phết này. Đây có cả cái chiêu to này tí không? Mình vừa thấy mission thì chắc là làm sai đấy không? Chứ mấy cái này biết tiếng Anh chứ. Chơi không biết tiếng Anh này mệt lắm. Để lẽ bây giờ cái nhiệm vụ nào cũng ra Google dịch. Để ra đi test các nút một tí. Ra xem các nút ra các chiêu nào trước đã. Trong cái quá trình trước khi mình chưa dịch vội, bây giờ mình đang phải đi xem các nút thế nào đã. Mình thử xem kết hợp các nút này ra những chiêu gì. Hay phết nhỉ, nút này nhảy lên này. Nút này đá này. Cái này kiểu xoay chéo phát, bây giờ kết hợp các nút tinh tinh thôi. Cũng thú vị đấy. Các bạn đây mình đang chưa biết cái này nó tính thế nào, nãy ra được cái quả tay nhỉ. Hồi nãy mình ra cái chiêu tay làm sao thì rõ ràng ấn được mà. Hay là phải tích thêm cái độ khí ở đâu nữa, mình chưa rõ nút lắm. Giờ đi quay cái này, nút ra mình ra xem lại phong quang cảnh không, thay góc nhìn không. Thường đánh ở trong hoành tráng đấy, nhưng mà quan trọng là vẫn chưa hiểu cách kết hợp nút lắm không. Ở như đang chơi cái mức vừa vừa và đang mấy màn đầu như địch nó chả thèm đánh mình hay sao ấy. Không biết cái vạch kia phải vạch máu mà cảm giác nó vẫn còn đều. Đã hiểu sao thành công rồi, nói chung mình chưa đọc các nhiệm vụ đâu. Nhưng mà nút B lại đang chuyển nút B này, cái nút như kiểu nó... Nút B kiểu là phi nhanh à. Nhìn thấy cái nút B nó hơi khác này. Bây giờ nếu kết hợp nút B các nút khác thế nào nhỉ? Nói chung bên cạnh nó có cái hướng dẫn ấy, nhưng mà nhiều khi mà tiếng Anh mình chả hiểu nó đang nói cái gì ấy. Mà đại khái cái gì đó như kiểu cái gì đó kiểu chắc là đi dài đấy nha. Cái này chắc là phải lên livestream đánh mới sướng không? Livestream các bạn hướng dẫn mới sướng. Ở đây như mình đã đến được cái điểm đích thứ hai này, bây giờ mình tiếp tục đi tiếp các điểm đích tiếp theo thôi sao? Nhưng mình như mình đang đi sai hướng. Không biết góc nào nhìn là đẹp nhất nhỉ? Vì ít chơi với trò game kiểu này lắm. Lên cầu nhá. Ở đây đang lấy bối cảnh ở đằng Kaido luôn hay sao nhỉ? Mà lại thế này nhỉ? Vì cái kiểu samurai như thế đây mà.
Nói chung là cái này giá các bạn giá tiếng tiếng Anh mình cao một tí mình sẽ dịch cho các bạn, nhưng mà ở đây tiếng Anh cùi quá. Với cái nút R thì đây ta mình đang dùng tay đánh, mình đang dùng cái tay đánh Xbox One nên mình cũng không hiểu mấy cái nút này lắm. Đại khái mình vừa ấn nút B cho nó mà chả hiểu sao cái đánh bười á. Và cái chiêu có vẻ đơn giản ra cứ đi xông phi vào nút B này sao? Có vẻ mạnh quá nhỉ? Chưa hiểu lắm nhưng mà thôi cứ đánh bừa, trước mắt là cái video đầu tiên mình cũng cho xem sướng mắt đã. Ôi quân địch đông đấy. Wow. Nói chung là chỉ là cái nhìn sướng mắt thôi chứ còn chả hiểu đang làm gì cả. Nói thật là mình vẫn đang không hiểu mình đang làm cái gì. Nhưng mà đây mình trước mắt thấy mấy ông samurai đấy, bảo samurai samurai gì đấy thì mình giờ phải đánh mấy ông này. Đánh cái tưng bừng cả mắt lên thôi mà chả hiểu gì cả. Bây giờ chỉnh góc nhìn làm sao nó dễ nhìn nhỉ? Chiêu này cảm giác đánh đánh số đông có vẻ chiêu này đẹp nhỉ? Đánh cứ vèo vèo phát là xong thôi. Chung đánh bao giờ nó hết máu rồi thôi, mình thấy rất nhiều vạch máu ở đây, chắc đánh bao giờ hết máu rồi thôi. Mình hiện tại như cảm giác địch cứ chưa tấn công mình ấy, đâm ra mình chả thấy mất máu gì cả. Mình chỉ thấy ở đây bắt đầu bị dính này. Đây bắt đầu bây giờ thấy vạch máu bị xuống này, bây giờ phải chỉnh lại góc nhìn tí đã. Nói chung mình đang sử dụng cái nút B nhiều hơn, lúc nãy đã gợi ý nút B nên mình đang sử dụng nút đấy nhiều hơn. Như game này có thể đánh được hai người hay sao, mà chủ yếu ở đây là mình đang không ở đây mình đang kiểu có mỗi mình nên mình cũng chả chơi được hai người ấy. Ở đây mình đang đi song hành cùng Kid thôi, nhưng kiểu hai thằng đang đi kiểu phá nó phá Kaido ấy. Đấy bắt đầu thấy bây giờ thấy đánh trả một tí không? Đấy cho là đông quân thì nhảy vào xà xà ra mấy nhát cho nó tung tơi bời đã nhỉ. Đấy có ông samurai, nói chung là chắc là tấn công vào samurai kia, không thấy samurai kia lúc nào đang có máu kìa. Thế thì Kid sẽ đi đồng hành cùng mình đánh hay sao ấy. Nói chung mình không hiểu game này lắm. Cái này mấy game này chơi Azure nhá, mình chỉ có mỗi chuyên môn cái game vui hải tặc thuần túy trên cái web 568 thôi. Còn mấy cái game này mình hoàn toàn chơi Azure đấy, chơi kiểu Azure thôi. Nói chung là mình là tấn công với ông samurai ấy nhỉ, mình thấy mấy ông ấy khác biệt nhá. Nói chung cái này nhiều chiêu lắm nhưng mình vẫn chưa hiểu hết cách dùng nút đâu, nhưng mà cứ đánh tạm rồi đã. Nó có chiêu gì ra được quả tay to quỳnh mà quên mất rồi. Hay chỉ dùng được mỗi lúc đầu ấy thôi. Đó như bây giờ các nút bây giờ đã bắt đầu có thêm các chiêu khác này. Mấy chim này chỉ sướng mắt thôi chứ chả luôn chả hiểu lắm. Các bạn cái này mình phải hiểu tiếng Anh nhưng mà mình không hiểu tiếng Anh. Nhưng mà nếu game này các bạn thích thì mình có thể like stream với các bạn được. Nếu như mà để làm nhiệm vụ thứ nhanh hơn ấy, tại vì các bạn thì mình biết là nhiều bạn có thể dịch tốt cho mình được game này thì mình đỡ phải mất công ngồi dịch hơn ấy. Ở đây mình đã đánh thử video này, mình đánh thử xem các bạn cảm nhận game này thế nào, có muốn làm game này hay không ấy. Nếu muốn thì mình nghĩ là có một số bạn kiểu bạn Tấn Bùi ấy bảo sẵn sàng có thể hỗ trợ mình dịch thuật đấy, và mình đỡ phải mất công học và đỡ phải mất thời gian ấy tiếng. Thì có thể sắp xếp livestream với game này cũng được. Thì các bạn xem thì mong là xong video này các bạn cho mình biết đánh giá nhé. Theo có muốn mình livestream game này không thì mình có thể thu xếp livestream với game này cũng được. Tại mấy game này nếu mà biết tiếng thì mình nghĩ đánh cũng nhanh thôi. Ở đây mình đang đánh bừa tí mà mình đang gọi cho đánh bừa thôi. Đánh bừa và thử các cái chiêu thức các thứ cái nút các thứ của nó xem thế nào ấy mà. Đây tất cả đang chỉ ở bừa thôi. Các bạn ở đây như kiểu các game khác, ví dụ nó kiểu ngay cái gì tích nổi ở tại đây mình thấy mỗi cái thanh như kiểu bản đồ với thanh máu ấy, sao ấy. Chứ chưa có mấy cái thanh như kiểu về nộ khí thứ haki thế nào nên mình cũng không hiểu rằng cái cách chơi hiện tại. Nhưng mà vẫn đang ở trong cái video đầu tiên vẫn là cái video mà chính chất là test thử thôi. Bây giờ mình đang phải đi tìm đúng con đường với lá. Bây giờ mình thấy cái mũi tên đi xuống đây mới là đúng đường hay sao ấy.
đi làm sao hơn. Bây giờ trước mắt mình theo cái bản đồ đó có thể phá những thứ này không nhỉ? Mình thử xem cái phá là mấy cái tảng đá ra rồi có vẻ không ăn thua không nhỉ. Nếu nhảy lên thì sao? Ô nhảy lên không nhảy lên được. Mình tưởng nhảy này cũng nhảy bay lên đá nhỉ. Không sao không được thì ta đi đường khác vậy. Ô mình đang đi ngược về, mình phải đi ngược vậy sao ấy. Đây anh Kit đang ở đây rồi. Mà Kit thì như phe ta sao nhỉ? Trong trường hợp này thì Kit là phe ta sao? Đây có thể phá được cây cối thứ nhưng mà chưa phá được một số thứ khác. Ra đi tìm đường đi đã. À quả này là Big Mom này. Big Mom xuất hiện sớm thôi. Chắc này tính từ cái map ở chỗ đằng sự kiện Kaido chứ. Nó không bắt mình đi từ đầu. Nói chung cái này rất tiếc là mình không biết ngôn ngữ ấy. Thành ra mình không thể dịch hộ bạn được. Đại một đám, đại một toán quân à? Ở đây nói gì đấy? Nói chung là không hiểu rồi nhá. X, Y, B hoặc A đấy nói chung là kệ đi. Nói chung nó bảo cái gì đó cùng X thì cái kiểu tiến cùng X hay sao ấy. Mình ấn thử xem được không không? Các bạn không hiểu RB ý là cái gì ấy. Cái đánh bừa đúng không? Đánh bừa xem cho đẹp thôi, cái gì nhiệm vụ không hoàn thành được ấy thì sao mình xử lý thôi. Mình không hiểu cái RB này là chọn thế nào, để RB là ý là nói cái gì nhỉ? Chỉ là không chưa hiểu lắm về cái game này thôi. Tại mình chơi mỗi một thể loại game thì chơi sang mấy game này mình chưa quen. Mình không hiểu RB đấy ý là gì. Thôi cứ đánh đi đã, cứ đánh tưng bừng đi đã. Mình cảm giác là đã bị hỏng nhiệm vụ đúng không? Địch đông quá nhỉ, đánh loạn xạ lên. Đánh rất là tưng bừng. Mặc dù chả hiểu cái quái kìa. Ôi vừa ấy quả tay đấy. Quan trọng là vẫn chưa hiểu nút. Tôi quan trọng là mấy cái thanh ở góc bên cạnh có mấy cái ký hiệu kia mình chưa biết ấn làm thế nào cho nó dính đấy. Mình đang dùng tay cầm Xbox One nữa. Ok cái đi bừa mấy cái cửa đầu chắc nó không cho mình thua đâu. Cái gì đánh giết hết các thứ thì chắc là nó thắng rồi. Thôi bây giờ cứ đi theo bản đồ đấy, cái đích đã là tính tiếp không? Ở đây đang đánh nhau loạn xạ quá. Wow, con này đánh kinh khủng đấy. Big Mom nhảy xuống cơ. Nói chung không hiểu nên cứ xông vào đánh đã tính tiếp không? Đánh thua thì không thể mình sẽ thu xếp có thể nếu các bạn thích thì mình sẽ live stream các bạn dạy đánh. Giờ nhảy vào đánh Big Mom đúng không? Giờ cứ nhảy vào xương Big Mom đã. Đâu rồi nhỉ? Chết đâu rồi? Ô ra bị bà đánh bắt đầu tụt máu rồi. Chắc phải né tí, từ từ đó, quay lại góc nhìn xem nào. Các bạn thấy mất máu rồi, chưa hiểu đánh cái nào đã. Bây giờ giải quyết thế nào bây giờ nhỉ? Ủa chả chạy được cơ à?
Nói chung game hôm nay đánh đánh bừa cho nó vui mắt đã thôi, chứ còn thực sự hiểu đánh thì chưa biết đánh đâu. Vạch máu của Big Mom đâu nhỉ? À kia không, vạch máu bằng vàng không? Thì phải tấn công hay nào? Mình đang ấn lung tung các nút lên đánh xem thế nào đúng không? Nói chung là chạy khỏi bài này đã. Nói chung nhiệm vụ về Big Mom mình ra phải tìm cách để đánh Big Mom à? Ô bỏ mẹ đây cái gì đây? Đây có Kid với lại Luffy này. Chắc hai thằng hợp lực đánh Big Mom chứ ạ. Này nếu đánh hai người chắc mọi người sẽ sử dụng con Kid chứ. Ồ Kaido xuất hiện rồi này. Nói chung game này đánh bừa cho vui cũng được thôi. Ờ Kaido đâu mất rồi. Nó có cái vạch xanh xanh kia xoay, không biết là tính theo cái tích độ thế nào. Trước mắt giờ đấy ông Kaido kinh khủng quá, đang chạy đã. À, phát này lên được gear 4 à? Ô, hồi nãy ấn được hay là game mặc định này trời? Chắc là game mặc định như sao nhỉ? Giờ thử xem nào. Ô, thế lại sai mục tiêu rồi, Kaido rồi nhỉ? Trời, game 4 nữa. Tôi có đánh bừa xong rồi ông đánh, lâu lại đâu rồi nhỉ? Cái góc nhìn mình chưa quen lắm, mình chỉnh lại. Nhìn thế nào đây? Anh Đô mất rồi ta. À đây cái đôi rồi, tấn công thôi. Ô sao lại đánh hụt thế nhỉ? Cứ thực diện đánh tạm vậy thôi, đằng nào bây giờ nào không biết đánh thế nào, cứ thực diện đánh tạm vậy đã. Mình cảm giác mình đánh nó chả đúng mục tiêu gì cả. Từ từ phải bình tĩnh lại chút đã không? Bình tĩnh để xem Kaido chính xác ở chỗ nào đó nhỉ? À đây, Kaido đây rồi. Ôi, kết quả hả kia không biết thương khoai là Haki không? Đấy, nó đánh dễ quá nhỉ? Nói chung là máu mình đã mất khá nhiều rồi đấy. Mình mất hơn nửa vạch máu rồi. Bây giờ về né né đi đã. Các bạn đánh loạn mắt quá, đánh không quen. Nói chung với tình đồ tiếng Anh cùi bắp mà chả biết từ nào cái này thì đánh có vẻ hơi khó không? Ôi thôi rồi. Hay trong cốt truyện nó chuẩn bị bắt mình vào trong tù nhỉ. Đây Kid đang sông lên trước này. Chu game này thực sự cần bạn hỗ trợ dịch tiếng Anh rồi. Luffy là cũng nhảy lên đấm không? Đã cho một phát là Luffy toi chứ. Chắc là phát này miêu tả cảnh hai thằng bị dần nhé. Thôi đánh bay đi xa thôi. Nói chung là vừa rồi cảm giác chỉ là cái màn màu đầu đúng không? Bây giờ có lẽ lại quay về chương đầu nhé.
Tại vì nó không cho mình ấn nút nào, bắt buộc phải xem hết cái câu chuyện chứ sao. Xem câu chuyện thì không hiểu tiếng, không nhục đi. Nói chung lại quay về cái đợt phát triển sử sử rồi, lại mấy cái câu của cái tiền bạc danh vọng thứ rồi. Nói chung lại kiểu nói về cái kỷ nguyên hải tặc nữa. Chắc bây giờ có thể đánh lại từ đầu đến lúc đến là Kaido chắc. Đây bắt đầu lại, bắt đầu từ mấy cái con hải âu rồi. À, từ đoạn đầu chắc từ hồi bé này, đợt này thuyền này thuyền của xanh tóc đỏ rồi đúng không? Chắc là đến từ cái đợt mà bắt đầu xanh rời đi chắc mất cánh tay rồi chứ. Nói chung mấy game kiểu này thì cái đẹp. Đẹp đánh nhau cũng hoành tráng, mỗi tổ không hiểu đâu. Không hiểu chỉ vì tiếng cùi thôi. Kiểu như kiểu cũng sẽ kiểu dương buồm ra khơi kiểu như vậy. Nói chung cái này đọc truyện cũng hiểu một tí. Nhưng mấy game này thì thực sự hay, người ta hiểu tiếng Anh không? Đây cái đoạn này đoạn trao mũ đúng không? Nhưng kiểu như kiểu hãy giữ nó rồi sau trả lại, sao kiểu vậy. Ô, Luffy lại khóc rồi. Xanh đi không? Nói chung là kiểu xanh nói kiểu sẽ chờ ra khi đó kiểu trở thành hải tặc, sau này gặp nhau kiểu vậy. Nói chung cái này cứ vừa đoán mấy từ cơ bản và vừa đi nhớ theo cốt truyện của chuyện thì chắc là sẽ đúng rồi không? Nói về 10 năm trước à? Không biết là chắc là khởi đầu vẫn tính là khởi đầu lúc ra khơi không? Bây giờ Luffy bắt đầu ra khơi đấy. Không biết nó làm từ cái cảnh đánh con hải vương không nhỉ? Đã trở thành vua hải tặc nữa. Bây giờ đi tiếp làm sao ta? Bây giờ nãy mình như qua màn mở màn không? À bây giờ bắt đầu từ Alabasta, đến từ cái đảo cát này. Kakushite Monkey D. Luffy wa osanai koro ni deatta idai na kaizoku Akagami no Shanks to no yakusoku o hatasu tame hitori umi ni deta. Soshite itsuka kaizoku o ni naru toyu yume o mune. Nên là nó bắt đầu từ đảo cát. Cái này bắt đầu có đồng đội thì còn gì nữa. Đấy, bây giờ có Nami cái thứ rồi. Thợ săn hải tặc Jojo này. Usopp này. Sanji này. Nami này. Và đang sử dụng cái thuyền Mary đó. Nói chung với cái kia này có cốt truyện cả mà khổ cái không dịch được thôi. Nhưng mà nói chung mình nghĩ là sẽ giống tương đối chuyện nên ra cũng có thể hiểu được. Nhưng mà game này có một bản phiên dịch hay thì sẽ hay hơn. Tại chủ yếu có thể xem câu chuyện là chính là nãy đánh nhau loạn xạ lên có hiểu gì đâu không? Kiểu cái màn màu đầu cảm giác là đánh bừa cũng qua, kiểu lập trình sẵn thì mình sẽ qua, kiểu đánh linh tinh là sẽ qua, kiểu đánh đinh đích là sẽ qua. Đây tập này là mức tầm 30 triệu không? Tầm truy nã khoảng 30 triệu. Thợ săn trắng này. Anh Smoker này. Đây là chung là ước mơ của Sanji không? Tìm được cái biển Overlue không? Ước mơ thành phố hải tặc. À các bạn chuẩn bị như kiểu bước vào cái mỏm đá sinh đôi không? Nói về các ước mơ của mình không? Như kiểu vẽ lên bản đồ của thế giới này. Nó trở thành anh hùng của biển cả đây chăng? Nói chung mấy cái này cũng giống câu chuyện phết không? Nói chung nó làm game này chắc cũng sẽ làm thêm câu chuyện thôi. Nói chung đây là những cái ước mơ rồi. Bây giờ bắt đầu tiến vào cái mỏm đá sinh đôi không? Ngọn hải đăng cái thứ này. Đây là công chúa Vivi này. Nói chung đang kể lại câu chuyện đấy. Bạn nào thích đấy thì tự dịch lấy nhá. Mình không biết dịch đâu. Mình chỉ kiểu nhớ về câu chuyện thôi. Nhưng mà đang nói về cái tổ chức của ông Crocodile này không? Cái tổ chức của cá sấu không? Nhưng mà kiểu như Vivi có ý tưởng kiểu đó kiểu cải trang vào trong tổ chức ấy. Nó bị lộ rất linh tinh ấy. Sao các bạn nó dài ấy nhỉ? Không biết đã vào game chưa? Đây là đến tận cái đảo này. Nói chung mình nói về cái việc mà kiểu Nami bị ốm này. Nó phải rẽ vào cái đảo Room này. Nó gặp cái bà Dr. Kuruna ở đây. Nó gặp cả Chopper này. Nó kiểu đang nói về hành trình gặp các đồng đội ấy sao ấy. Sao các bạn nó dài ấy nhỉ? Không biết là game bắt đầu đánh từ đâu nữa đây.
Rồi đang về cái đoạn mà Chopper sẽ nhảy vào trong đội không? Chopper trong này trông cũng ấy nhỉ? Come on, let's go! Nami の病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味は、リビの祖国。Đi đến đảo Doom, Chopper đến được Alabasta không? Chắc là nói về đấy. Nói chung là có gì nói sai các bạn thông cảm cho mình, trình độ có hạn thôi. Ở đây như thế là cho mình chọn nhân vật đúng không? Thôi chắc mình cứ chọn tạo Luffy trước đã đi. Xong rồi sau có thể mình chọn sau thêm cái khác không? Chọn thử tí nữa. Mình chọn thử Luffy và đánh trước. Xong rồi sau có gì không biết thì các bạn lên yểm trợ mình nhé. Mình xem nếu các bạn thích cái game này có được livestream có thể bảo mình nhé. Mình sẽ cố gắng thu xếp. Không thì ta thu xếp để livestream thôi. Nói chung mấy đoạn này rất tiếc là mình không dịch được. Mình cứ để cho nó hết câu, các bạn tự dịch lấy nhá. Kể ra nó nói cũng dễ nghe, mỗi tội từ không chịu học nên thì ra nhiều khi mình cũng không hiểu nó là cái gì. Thì nói chung đại khái là bắt đầu ý kiến anh Crocodile không? Luffy ở đâu à? Nói chung lúc nào ông Luffy cũng biến mất không? Đây Luffy đây rồi, chắc bây giờ mình điều khiển ông Luffy đi trong này chắc. Ồ vẫn chưa à? À Smoke à? Hay đánh Smoke trước? À Smoke sớm này mới phải đánh Smoke bây giờ chứ nhỉ? Nút các thứ ở trang chưa hiểu hết cái nút đây. タシギ、ね。タシギ。海兵どもを緊急招集。町を。麦わらの一味が。タシギ。了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。何か特産海タクゾーね。捕まって溜まるか。逃がすか。ホワイトブロー。tấn công luôn rồi kìa. Ai này? やめときな。お前は煙だろう。生命か。白髭海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用？Kiểu đang bảo đây kiểu đội trưởng đội hai của băng hải tặc dâu trắng không? Nói chung cứ đoán đoán từ đấy. Giá học thêm tiếng Anh ấy. Hay từ đấy học tiếng Anh lại để dịch mấy game kiểu này thì. Đơn giản đấy chỉ là cốt truyện thôi. Đội trưởng đội hai băng hải tặc dâu trắng không? Bây giờ bắt đầu mới nhảy vào trong trang thứ hai không? Có chả hiểu là cứ nhảy vừa và đánh đã đúng không? Bây giờ thế nào đánh được tiếp nhỉ? Chưa hiểu lắm. Rồi đi đánh từng cái đảo một à? Đây có được chọn đảo nhỉ? Đang cắm cờ đây tôi đánh thử ấn thử chỗ đầu đi. Đấy thế nào nhỉ? Hãy nhảy đảo tiếp. Có được đâu. Cái này không biết xử lý tiếp làm sao nhỉ. Đây Luffy rồi. Phải đây chọn Zoro. Đây chỉ là chọn nhân vật đúng không? Ở đây có mấy nhân vật thôi. Lúc này chỗ chọn nhân vật này. Giải quyết tiếp làm sao nhỉ. Làm sao đi giải quyết tiếp cái map rồi đây. Đây kiểu chưa có ốc sen truyền tin à? Hay bắt phải đi mua à? Cửa hàng thế ở đâu nhỉ? Như đây cái nút chuyển sang cái trang bên thế sao? Mà không biết là tăng thêm map hay thế nào? Chưa hiểu lắm. Đấy kiểu đây cái này kiểu hướng dẫn nút thôi, một số cái kỹ năng chưa có rồi. Đấy nó chỉ mình lên trên này, mũi tên chỉ lên trên mà sao có lên được đâu. À, cái này có thể xoay thêm nữa à, có cả xoay vô nữa à. Chỗ này bắt đầu kẹt kẹt thì sao ấy.
Này làm sao để mũi tên chỉ đây, ý ý làm sao để vào nhỉ? Này kiểu ở đây cái map này map của Sabo à? Có thể chuyển lên nữa không nhỉ? Đây có hai cái map, một cái map trước ở cái map Sabo, cái map khác à? Cái này xử lý làm sao nhỉ? Mình đang bị rối chỗ này, mình đang không biết ấn nút nào để xử lý tiếp đây. Mình đang dùng tạ con Xbox One, mình đang không hiểu lắm. X thì chỉ đơn giản vào đây chọn đồng đội chứ không? Chọn cái này chứ hả? A là chọn rồi, mà chọn xong thì chả biết nào. X đây chỉ là nút thay đổi không? Cái còn I, B, A, thứ là cái gì đây? B vào cái này là tác dụng gì nhỉ? Thử ấn sang Yes xem nào. Lại quay ra mất rồi. Đừng nói là quay lại cái đoạn hội thoại đấy nhá. Nhưng chưa hiểu lắm, mình cần một bạn nó giải ngố cho mình tí không? Nói chung là chơi mấy game này lần đầu tiên là ngu ngơ lắm, chả hiểu cái gì cả. Chết thật, tình như lại quay trở cái đoạn đầu rồi sao ấy? Thôi không ổn rồi, chỗ này là trùng được rồi đâu. Chỗ này bị lặp lại rồi. Going Merry Go を後悔の仲間に加えた。ルフィたちが目立っ。よし、やるか。この辺、ビュッフェスリームさんに。ヒーロー？え、国の。だいぶ手前までくるわ、こいつはね。じゃあ、ビュッフェスリームさんに入って。あれ？Tại về chỗ này thì đừng có nói chuyện dài quá nhé. Mình ấn hoàn thành cái đội hoặc có nào skip cho nhanh không nhỉ? Dù sau đoạn này bố vẫn bị kẹt không biết đi đâu tiếp, là chắc phải đi hỏi bạn nào đó chỉ cách chơi. Đấy là mình đã bị lặp lại chính cái đoạn nãy đúng không? Mình đã bị lặp lại một chút rồi. Đây kiểu phe phe mình với phe hải quân những thứ này. Chả hiểu cái này làm sao nhỉ? Cái này như kiểu phá tổ bộ hải quân là thế nào ta? À, phá cái chỗ kiểu Marine này, chỗ hải quân này, chả hiểu lắm. Căn bản nhất bây giờ chả hiểu nút thế nào. Bây giờ các hiểu ấn tiếp làm sao đi qua nhỉ? Còn nút nào trên cái Xbox One này mình chưa ấn được nhỉ? Lại quay về cái chỗ return nãy thôi, lại quay về cái chỗ này rồi. Ôi, phát này có vẻ hơi bị cùi bắp rồi. Thì có lẽ là mình phải xin phép kết thúc video ở đây không? Sau đó có gì mình sẽ hỏi thêm một số bạn. Nếu các bạn thích chơi game này có thể hỏi các bạn tí, hỗ trợ dịch thuật tí để mình tiến hành làm thêm game này không? Còn đây trong video đầu tiên mình chỉ mang chất là thử thí nghiệm game thôi. Tại vì thực ra mình chả biết chơi thế nào cả. Chỉ có nổi hứng nên tải về thôi. Nếu mà thấy video này thú vị với bạn thì bạn có thể like, subscribe kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn nếu bạn muốn có thể live stream game này cùng tương tác các bạn, các bạn có thể hỗ trợ mình chơi game này tốt hơn ấy. Thì các bạn hoàn thì các bạn cứ đừng bình luận ở dưới phần bình luận của video nhé. Thì mình xem ý kiến các bạn để quyết định là chơi hay không. Tại vì thực ra mình chỉ giỏi mỗi một game
game thôi. Và những cái game khác mình hoàn toàn không biết gì cả. Và mình theo nguyên tắc là chơi kiểu học hỏi thôi. Thì nếu các bạn có thể hướng dẫn mình, hỗ trợ mình chơi thì mình hoàn toàn có thể sẵn sàng chơi. Thì ra mấy game kiểu này nói chung là về máy tính mình cũng khá là khỏe. Mình có thể chơi số game khá là nặng. Mỗi tội là mình không biết cách chơi thì các bạn có thể hỗ trợ mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nhớ ra subscribe kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào nhé.